Huy xin chào cả nhà nha. Bây giờ Huy sẽ làm clip là mình đi giăng lưới cả nhà. Đây, giờ hiện tại Huy có mới mua tơ lưới. Tơ lưới. Đó. Và Huy sẽ lấy chiếc xuồng của Huy. Đây là chiếc xuồng của anh Ca Cường, Huy mua lại của anh Ca Cường nè cả nhà. Đó, là Huy sẽ đi ra ở ngoài mấy sông trước cửa nhà Huy á. Là Huy sẽ giăng kiếm cá và quay thực tế cho cả nhà xem hôm nay Huy giăng có cá không nha cả nhà. Giờ Huy sẽ lấy xuồng và mình đi ra trước cửa nhà của Huy dân kiếm cá ăn nha cả nhà. Chứ giờ mình cũng không đi đâu được. Thôi giờ mình ra trước cửa nhà dân kiếm cá quay review cho cả nhà xem. Rồi, cũng tới điểm ở nhà cả nhà. Bây giờ Huy sẽ kim gây và mình sẽ giăng lưới quay thực tế cho cả nhà xem nha. Nay mình đi với ông anh của mình. Lưới mới mua luôn này, khai trương rồi. Sát cá không? Mới vừa thả con khúc rồi cả nhà. Cách mới được với xuồng có dính nè anh Tám. Ừ. Bên thôi. Nước cũng hơi cạn rồi cả nhà. Vừa mới vậy là cái này là có cá nha. Cá rồi đó. Cũng vừa thả lưới xong luôn cả nhà. Bây giờ mình đợi cho nó lắng lắng xuống rồi mình sẽ đập cá. Trời, có dính kìa sóc, giật đẳng kìa. Đó, nó có giật đẳng rồi đó. Chà, có lý rồi, cái này có lý rồi nha. Bây giờ mình sẽ lấy cây, mình kiếm cây mình đập luôn sao rồi. Ở lên trên xíu đi. Ở lên trên đó xíu. Ừ, đập xuống. Tôi lên đây mình đập xuống. Ngon lúc trên luôn á, cay đó. Quá ngon. Nó cay đó đó. Cái nó nhỏ lên. Ừ. Nhỏ không nhỏ vẻ. Thôi rồi đây, quay lại mình lùa luôn rồi. Nè. Nè nè. Ừ, đúng rồi, cây này cỡ gì mà. Quay trước á. Giờ mình cũng vừa đập xong luôn nha. Giờ mình sẽ cuốn luôn. Cuốn coi có dính gì không nha. Ý, một con. Mở màn một em. Có gì trước được kìa mày. Một em. Ăn một cơm. Cuốn lưới. Đây con. Em thứ hai. Ừ.
trộm con nào chà bá sướng. Lưới này mình mua lưới 6 phân nữa nha, giăng cá gì vừa. Lại cá lớn giờ không có cá lớn gì giăng. Cá gì vô mà. Nè, chú có dính kìa. Cá bự không thấy ta. Chưa thấy cá bự. Ồ, 6 con mà. 6 con hả? Chứ nó nguyên cái cây luôn. Ừ, thắt lát, thắt lát. Mình cũng thắt lát luôn. Ừ, thắt lát cũng bự cái nhà. Ngon lành. Ơi, có gì nữa. Ơi, thắt lát nữa kìa. Dính liên tục luôn cái nhà ơi. Quá đã. Em thắt lát nè. Ừ. Lát này tư phái lắm. Thắt lát này mà mình lấy thịt của nó mình làm nấu lẩu á. Nấu lẩu rồi ha anh ha. Thầy luôn. Còn con cá phi bự nè. Nãy giờ mới thấy được con bự nè. Anh Sáu ha. Ừ. Thêm một con nữa. Hai con luôn. Hai con luôn. Còn nó không? Còn con nữa hay con gì con kìa nữa nè. Ừ, ba con luôn. Ở con nữa ơi. Kiếm ngay hút đầu lưới. Liên tục luôn. Mấy phút này ngay cái cống này nó vô. Hai đầu lưới dính hết đảo quá. Đó, quá trời luôn. Liên tục luôn. Mấy khúc nó chủng chủng vậy nè, giống nó ngon nè. Ừ. Cá nó dồn về. Lưới đầu dính cũng bộn ha, sao ha. Ừ, nhiều ha. Đó, dính còn nữa kìa. Rồi giờ mình dăng kiếm cá này về mình làm khô đó cả nhà. Trời ơi, con cuối luôn, của ta lưới luôn. Ừ. Trời ơi, mẻ đầu tiên mình được như đây nè cả nhà. Cung cung xuống ra. Đó. Mẻ đầu tiên của hai anh em mà. Cung bọn ha anh ha. Ừ, nhiều rồi. Học mẻ đầu. Đó, tiếng máy anh. Ừ. Rồi, giờ mình sẽ làm mẻ tiếp theo nha cả nhà. Giờ mình đang thả tay lưới thứ hai nè cả nhà. Sắp sửa xong tay lưới thứ hai, giờ mình sẽ làm theo mẻ cho cả nhà xem nha. Coi tay này dính nhiều không. Ta rồi cũng dính được cái máy á. Làm phát à. Kiếm như tay này rút cái nào dính cái chục ký luôn. Về ngủ luôn. Đủ ăn rồi. Thôi. Lắc 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 được chị cho nên rút ra. Nói chung là lưới chợ này mua giăng cũng ngon lắm nhưng mà nó hay bị dính cái đường chì á cả nhà. Nên mình mua về thì khó sửa lại. Bắt đầu lưới thứ hai. Mẻ thứ hai.
Ôi, dính luôn. Chưa con nữa kìa. Ghê vậy? Coi coi con mẻ này nhỉ, dính nhiều hơn không? Bỏ đi ra khoan đi. Đó. Ôi, vừa vô kìa, lụm hai con rồi. Hai con. Tới luôn, tới luôn. Phi bự luôn kìa anh Sóc. Ừ, đó con nữa kìa. Đây tìm con lắm. Thùng tay này có tương lai nha anh ha. Tương lai dính nhiều hơn tay dồi á. Kìa nè, có cá làm khô rồi. Ăn dự trữ, chống dịch. Ôi, đó con nữa kìa. Đâu rồi. Ôi, đâu luôn. Đâu con luôn kìa. Ủa, nó dính liên tục luôn nè. Quá rồi. Ôi ôi, dính liên tục luôn. Quá là thấy rồi. Cá bự không à? Cá bự bự không à. Vậy là mẻ này. Mẻ lưới này ngon rồi. Chưa hết mới con khúc lưới mà dính quá trời luôn. To không? Đây coi chừng nhảy ra ngoài. Cá nè, sướng không? Đó. Ừ, đó bự nữa kìa. Đó, cá to không? Ừ, con đó bự đó. Con này bự nha. Ừ. Con này là nhìn cái ke luôn. Quá sướng luôn rồi. Ôi, quá đã luôn, mập lúc luôn nè. Gói luôn khúc này rồi, tôi sửa lại. Mới vừa xong luôn đó nha. Dính liên tục mà. Trời nữa nè. Nữa, trời ơi. Nó dính kìa. Thế ao luôn trời. Quá rồi, quá ể luôn. Ủa, thấy gì không anh? Thấy gì không anh? Quá trời rồi. Này là cá ngoài sông nha cả nhà, chứ không phải là cá nuôi đâu nha. Đường kinh đâu nè. Mai Giang công nhận vô mánh nè anh. Ây da, trời nó đâm. Rồi mới có lưới thứ hai thôi mà thấy ham quá. Xuống thì tự lưa luôn anh. Ê, ê, dính con bự rồi. Ui, nó bị trùng dân luôn. Cá bự không à. Sướng thiệt chứ. Cá nó to. Con cá nó ghiền sao đâu á. Cá to to không anh à? Ừ, bự luôn. Ừ, dính nữa kìa. Dính thêm con anh. Cá này nhỏ nhỏ. Rồi nãy giờ mình gỡ cái miếng lưới ha. Nó thúc à. Thúc còn dài chơi đó.
ham quá mà. Ở dính cua luôn ghê vậy. Bắt luôn. Đụng cua luôn. Trời ơi, em cua đồng. Cũng bon chen nữa. Ây da. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Ây da, ây da. Cả nhà dính được vô đây cả nhà. Cá to không? Đó. Hai lưới này chắc cũng 3 kg anh Sáu à. Đây, hôm nay mình đi với anh Sáu nè. Chào cả nhà anh Sáu ơi. Chào cả nhà. Rồi, giờ tiếp tục anh em làm thêm mẻ hai mẻ nữa mình sẽ về nấu cháo rồi quay trực tiếp cho cả nhà coi tiếp nữa nha. Giờ anh em mình làm thêm mẻ hai mẻ nữa nghỉ vừa. Rồi, cả nhà ơi, giờ anh em mình dân cũng đủ ăn rồi. Giờ anh em mình sẽ nghỉ về về. Thì mình sẽ làm một mớ cà phê nấu cháo rồi sẽ quay cho cả nhà xem luôn nha. Đó, thành quả là hôm nay quy dân khoảng chừng 3-4 lưới vậy. Để dính được như đây, khoảng tầm 3-4 kg. Nó cá to to cũng nhiều lắm. Rồi, thì giờ anh em mình sẽ về. Đó, bây giờ mình sẽ đem cá vào và mời vào nấu cháo và mời cả nhà nha. Đây quy đang nấu nồi cháo nè cả nhà. Đó. Để cho nó mở ra hồi nữa mình bỏ thả cá vào. Xong rồi nè cả nhà, đây là cá này lát nữa mình thả vô nồi cháo. Và cá này nữa là mình sẽ ướp muối và phơi khô để dành để mình ăn á cả nhà. Đó, mình đã đang bắt nồi cháo đây nè. Rồi giờ mình đợi cho nó sôi lên rồi mình thả cá vào và một hồi nữa mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với mình và anh em mình nha. Thả cá vào. Đó. Rồi nồi cá này là chất lượng luôn nè, quá trời luôn nè cả nhà, cá bự bự không, quá hấp dẫn luôn, cá to không, cá bự bự không nè, mai dân cũng được mấy ký, có được nồi cháo ngon lành với còn nhiêu cá để mình muối mình phơi khô để mình để dành ăn, quá hấp dẫn luôn. Rồi bây giờ để một hồi nồi cháo chín rồi quý sẽ mời cả nhà nha. Thành quả ngày hôm nay anh em mình cũng đã có được mớ cá và nấu nồi cháo, mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức với anh em mình. Rồi dùng bữa thôi anh em ơi, có khi nấu cháo là khổ chơi luôn. Đây cái nước mắm này cũng đây nè, cho em nước mắm quá đã luôn. Rồi xin mời cô chú anh chị và các bạn nha. Quá đã. Cần miếng cháo không cả nhà ơi. Đang ăn gặp trời mưa luôn đó nha. Trời mưa này mà ăn cháo cá uống rượu người thầy hay luôn hả? Để rau, rau sống luôn nè. Nói cho mai nè dân có được mới cá rồi cũng đỡ ăn chống dịch rồi quán dán lắc lắc rồi hết mùa dịch rồi. Để đi làm rồi nó chứ đi vậy hoài chết luôn à. Ngồi anh Tống. Ngồi anh Tống mà đỡ luôn. Nói chung là trong gia đình không cả nhà ơi. Ai anh mình nữa, nói chung là anh với mẹ mà còn ngại lên YouTube. Từ từ cũng sẽ quen thôi. Rồi, ở đây chú không chạy nha.
lớn luôn nha. Thank you.